หมดหมดดูน้อยยังอ่ะหมดไอ้เลยนะไปไหนยังเว้ยกินเดี๋ยวดิOK, hello, chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUS2.vn. Hôm nay mình sẽ đầu tư thêm một cái huy hoàng tộc để xoay xoay Queen 2 Mana Lord nhá. Hy vọng sẽ ra được Queen 2 Mana Lord anh em ạ. Nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị đầy đủ này. Trước tiên mình sẽ làm một cái event nhỏ nhỏ cho anh em. Đó là event tặng anh em hai con sói tinh em nhá. Hai con sói tinh luôn. Hai con sói tấn công rồi này. Cách chơi thì anh em dự đoán kết quả thổ số vào ngày mai, đó là ngày 13 tháng 11 nhá. Chúc anh em may mắn. Bây giờ anh em chúc mình may mắn đi ạ. Ủng hộ giúp mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em nhá. Bây giờ mình sẽ cất cái áo choàng này đi anh em ạ. Cất áo choàng này đi, quay cho may mắn. Cất áo choàng đi, đập win lên cộng 7 và đập cây gậy này lên cộng 9. Đấy. Win cộng 7. Mong rằng sẽ lên được cái lúc mana lot rất là hiếm ấy, hàng hiếm ấy. Ở cái này cộng 7 đúng không, đập lên cộng 9 này, mình đập cũng khá là nhiều win rồi đấy, được hai cái này, nhưng mà đập mà thịt cũng khá là nhiều anh em, thịt cực kỳ nhiều luôn. Hy vọng lần này sẽ lên 7 này, 8 này, 9 này. Úi xồi ôi, xuống không rồi, lên 9 đi. Thực ra chỉ cần đập lên 4 là được thôi, là cũng mắc rồi, nhưng mà Nam sẽ đập lên cộng 9. Nhìn cho nó đẹp. 7 8 này, 9 này được chưa? Ngon lành rồi nha. Nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Giờ đập một viên like vào thôi. Đấy, ui lên 8 mà. Không luôn. Đi lấy một ốp không được, đây một ốp thôi em nhá, không cần đập nhiều đâu, đập nhiều nó để bốn ốp, nó tỷ lệ nó lên khá là cao. Hai cái bùa này, hai cái bùa tỷ lệ đây, bùa 1% rồi. 2 3 4 rồi, mua 4 cái tỷ lệ này cũng được, tổng cộng là 49% anh em, số đẹp nhỉ. 49% này, đứng ngay ở chiếc lá cuối cùng anh, đứng đúng ngay chiếc lá cuối cùng đấy. Đây chọn nhân vật anh em nhá, màn biểu diễn bắt đầu. Mình hai mana lót nào, Nam ơi, cần mana lót thôi, đừng có ra cái lúc cũng được. Hai mana lót nào, Nam ơi, nhảy đây, cái rồng để đây. 1 2 4 3 này, 48 này, 49% này em nhá, 49 chưa qua, 53 đã tới, 4 nhịp nhá, 1 này, 4 nhịp anh em nhá, 1 1, đừng nói như vậy, 1 2, đây nào anh em ơi, tin tới đi, 1 này, 2 này, 3 này. Tin tới đi anh em ơi. 1 này. Tin tới đi. Đây nào. Lên nào. Úi xồi ôi. Nhỏ thế nhờ. Thịt rồi anh em ạ. Kêu căn 4 là căn 1 lần. Thật tình. À, căng. Kêu căn 4 lần mà lại căn 1 nhíp mới đau anh em ạ. Đen thế nhỉ. Đen chứ. Tình. Rồi. Kiểu căn 4 nhịp mà lại căn 1 nhịp với đau anh em ạ. Căng. Đi tàn sát tí đây. Ngứa người quá rồi. Thế vừa 2 nghịch nghịch tí coi anh em. Ngứa người lắm rồi đấy. Thế vừa 2 nha. Quét map tí coi. Lại xịt anh em ạ. Không ra được rồi. Hy vọng ra cái lắc mana lót mà khó quá. Gian nan chưa bao giờ nản. Mình sẽ cầm cái set Aegis đi. À, quên set Broly nhá.
cầm set bro đi BK coi. Đây set bro của mình đây. Nói chung ai git thêm bro cũng được, mình cầm bro đi. Lên map Icarus. Icarus đi chọn nhau tí còn đỡ buồn rồi. Anh em còn trên này không? Cái map xíu cơ. Ui bạn này không có đồ rồi nhỉ? À ý trời ơi được cái bạn này là đi chen lông ấy, cái nhẹ phải đứt thôi vì không có đồ mà căng thế nhỉ. Đi, đi xả chết thôi, nhưng mà cái người xả chết thôi. Ôi thế này các bạn ơi, ui sửa à chứ này trâu thế nhở, phải trâu phết đấy nhỉ. À tiêu trâu phết đấy nhỉ, đam một lúc cứ chết kìa, tiêu trâu rồi đấy nhỉ, cộng theo đường thủ á, biết đâu lại được cái tốt ra cái huy hoàng tộc ở đây ngon nhỉ. Còn đấy mình nghĩ là lên chứ, đêm mà 12 giờ 25 đêm rồi. Rồi anh em, ui ngọc tâm linh nha anh em kìa, thì rớt cái hiệu tổng cộng xem, rớt cái úi hiệu Gundul này em ạ, hiệu Gundul đúng đây thứ vẫn may, còn biết đâu bất ngờ rớt ra cái hiệu tổng đây thì lại ngon tiền. Ok clip của mình đến đây cũng là kết thúc anh em nhá, anh em thấy hay thì ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký kênh, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ai chơi event hai con sói tinh thì comment ở phía dưới bình luận nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye.